Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Cách đây không lâu, kênh CNN đưa tin Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái drone thả nhiệt nhôm mai một loại kim loại nóng chảy vào lực lượng Nga ở tiền tuyến. Thời điểm đó, CNN cho biết những thiết bị bay không người lái được đặt biệt danh là drone rồng do kim loại nóng chảy mà chúng phun ra trông giống như ngọn lửa phun ra từ miệng rồng. Nhật nhôm là hỗn hợp bột nhôm và oxit sắt cháy ở nhiệt độ lên tới 2.200 độ C. Loại đạn này có thể xuyên thủng kim loại hoặc nhanh chóng phá hủy thảm thực vật che chắn cho binh sĩ. Mới đây, Nga cũng có động thái đáp trả tương tự với quân đội Ukraine. Một video do nhà báo quân sự người Nga Andrei Medvedev công bố trên Telegram cho thấy Moscow đã triển khai máy bay không người lái nhiệt nhôm của riêng họ. Trong video, một người binh sĩ Nga được nhìn thấy đang gắn một hộp đựng nhiệt nhôm vào máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV. Sau đó UAV được phóng đi, được cho là hướng đến một vị trí của Ukraine. UAV phun lửa sẽ phun kim loại nóng chảy từ phản ứng nhiệt nhôm khi bay, tạo ra một trận mưa hỏa lực. Binh sĩ trong bong ke hoặc đội mũ bảo hiểm và áo giáp thường an toàn nếu họ không nhìn lên trên, nhưng nhiệt nhôm có thể gây ra hỏa hoạn. Trong diễn biến có liên quan đến cuộc xung đột, trong khi cuộc tấn công của quân đội Ukraine và khu vực Kursk đã giúp nước này kiểm soát được một phần lãnh thổ của Nga thì ở khu vực Donetsk, cách đó hàng trăm km về phía nam, Kiev vẫn đang gồng mình đẩy lùi đa tiến của Moscow. Ukraine đã hy vọng cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ buộc Điện Kremlin phải phân tán lực lượng ở Donetsk để chi viện cho chiến trường Kursk và làm chậm bước tấn công của Nga tại đây, nhưng có vẻ như điều này đã không xảy ra. Trong những ngày đầu của cuộc tấn công, Moscow đã hướng 60% hoạt động trên không vào Kursk. Tuy nhiên, khi quân đội Kiev vẫn ở lại lãnh thổ của mình, Nga đã chuyển các đợt ném bom sang mặt trận miền đông Ukraine, nơi lực lượng Moscow đang tiến về thành phố Pokrovsk có vị trí chiến lược quan trọng. Tiên tuyến ở Ukraine dài khoảng 1.190 km, nhưng theo quân đội Ukraine, giao tranh nóng bỏng nhất tập trung ở khu vực Donetsk, đặc biệt là về phía thành phố Pokrovsk. Đây là chốt chặn phòng thủ của Ukraine trong khu vực và nằm trên hai tuyến đường tiếp tế chiến lược đến phần còn lại của Donetsk, nơi đóng vai trò quan trọng đối với việc phòng thủ khu vực. Trong khi đó, Bộ Tham mưu trưởng Ukraine nhận định rằng Nga đang cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ theo nhiều hướng về phía Pokrovsk và xung quanh khu vực này. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng CDS, một nhóm nghiên cứu an ninh của Ukraine cho rằng trận chiến sắp tới ở Pokrovsk sẽ là đỉnh điểm tấn công của Nga kể từ năm 2024. Hiện Nga vẫn lạc quan về khả năng sẽ giành lại Kursk từ tay Ukraine. Ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết lực lượng Ukraine hiện đang dần bị đẩy lui khỏi Kursk và sẽ bị đẩy lui hoàn toàn, không còn nghi ngờ gì nữa. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga đẩy lui các lực lượng Ukraine về bên kia biên giới trước ngày 1 tháng 10 năm nay. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt giao tranh giữa hai nước láng giềng ở châu Âu trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng. Gần đây nhất là tại cuộc tranh luận trực tiếp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris người được chọn thay Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ năm nay. Theo đài RT, trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình phát thanh mới, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, phó tướng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, trước hết bạn cần một người mà ai cũng đều nể sợ. Bạn cần phải lo lắng rằng nếu ông Donald Trump hoặc bà Kamala Harris lại chơi đừng để chuyện này xảy ra. Nói điều gì thì họ thực sự có ý đó. Tuy nhiên bạn tin ông Trump có khả năng đó." còn bà Harris thì không, đó là sự gian đe. Khi được hỏi đề xuất hòa bình của cựu lãnh đạo Nhà Trắng sẽ như thế nào, phó tướng của ông Trump đã phát thảo một kịch bản ông tin có thể xảy ra. Ông Vance nói đường phân danh hiện tại sẽ trở thành một khu phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt để Nga không tấn công lần nữa. Theo phó tướng của ông Trump, Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền của nước này, nhưng Nga nhận được sự đảm bảo trung lập từ Ukraine rằng họ sẽ không gia nhập NATO hoặc các thể chế tương tự khác. Trong khi đó, việc tái thiết Ukraine sẽ chủ yếu do Đức và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, những nước mà ông Vance cáo buộc đã hậu thuẫn cho nỗ lực chiến tranh của Kiev tài trợ. Ông Vance cho rằng cả Moscow, Kiev và EU đều muốn xung đột kết thúc, nhưng cuộc xung đột vẫn tiếp diễn vì Tổng thống Biden ngủ quên trên chiến trường và Phó Tổng thống Harris không biết mình đang làm gì. Ông Vance đã nhiều lần phản đối việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine, cáo buộc Nhà Trắng không có kế hoạch khả thi cho chiến thắng của Kiev. Trong một bài xã luận trên New York Times vào tháng 4, ông lập luận rằng chiến thắng sẽ đòi hỏi nhiều quân hơn mức Ukraine có thể huy động và nhiều vũ khí hơn mức Mỹ có thể sản xuất. Nga đã tuyên bố rằng sự trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện chính để tiến hành đàm phán. Trong khi đó, Kiev đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky, bao gồm một danh sách các yêu cầu mà Moscow cho là xa rời thực tế. Theo thông báo từ lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn Raytheon để sản xuất tên lửa không đối không tầm trung Amram am tiên tiến, trong đó gồm AIM-120C8 và AIM-120D3. Tập đoàn công nghệ Raytheon là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và sản xuất vũ khí, có trụ sở đặt ở Tucson, bang Arizona. Hợp đồng bao gồm việc cung cấp phụ tùng ban đầu và phụ tùng thay thế cũng như các thiết bị khác. Lô hàng này dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2028. Hợp đồng này là một phần của chương trình cung cấp cho các đồng minh của Mỹ vũ khí hiện đại nhằm tăng cường khả năng phòng thủ các quốc gia sẽ nhận được tên lửa bao gồm Bahrain, Bulgari, Canada, Phần Lan, Đức, Hungary, Italia, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh và Ukraine. Tên lửa AIM-120C-8 là một trong những vũ khí thống trị trên không tinh vi nhất thế giới, đã được chứng minh trong chiến đấu. Đây là phiên bản mới nhất trong dòng AMRAAM. Hệ thống tên lửa không đối không tiên tiến này đóng vai trò quan trọng trong không chiến hiện đại của Mỹ một tính năng nổi bật của phiên bản AIM120C8 là hệ thống dẫn đường tiên tiến, được trang bị một đầu dò radar chủ động, có thể tự động theo dõi và tấn công máy bay địch sau khi phóng. Khả năng bắn vào quyên này làm giảm đáng kể khối lượng công việc của phi công và cho phép chiến đấu cơ tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. AIM120C8 có thông số tương tự như các phiên bản C-Series trước đó, với chiều dài khoảng 3,66m và nặng khoảng 152kg được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn AIM-120C8 có tốc độ cao và tầm bắn mở rộng so với các phiên bản tiền nhiệm, mặc dù phạm vi chính xác vẫn được giữ bí mật, nhưng ước tính cho thấy nó có thể vượt quá 100 km. Điều này khiến tên lửa có hiệu quả cao trong cả tình huống chiến đấu ngoài tầm nhìn BVR và trong tầm nhìn WVR. Với hơn 30 năm thiết kế, nâng cấp, thử nghiệm và sản xuất, tên lửa AIM-120 tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của chiến binh trong mọi điều kiện thời tiết và ngoài tầm nhìn khả năng của Amraam đã được chứng minh đầy đủ trong hơn 4.900 lần bắn thử và hơn 13 chiến thắng trong chiến đấu không đối không tên lửa Amraam được tích hợp vào nhiều tiêm kích như F-15A, f 16 fa 18 Super Hornet, F-22 Raptor đây cũng là tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar duy nhất được phép bay trên F-35 hiện tên lửa này đang được Mỹ và 40 quốc gia khác trên thế giới trang bị cho quân đội Hải quân Mỹ và Italia đã tiến hành cuộc tập trận chung lần thứ ba trong năm nay ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương kéo dài từ mùng 8 đến 11 tháng 9. Thông tin trên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ công bố ngày 12 tháng 9, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell của Mỹ, tàu sân bay ITS Carver, khinh hạm ITS Alpino, và tàu chiến đa năng ITS Raimondo Montecicoli của Hải quân Italia. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, một máy bay P-8A Poseidon của Australia cũng tham gia cuộc tập trận. Trong cuộc tập trận, các tàu và máy bay đã thực hành tác chiến chống tàu ngầm, chiến thuật chung, tác chiến mặt nước và các kịch bản chỉ huy và kiểm soát. Phó đô đốc Fred Kiescher, tư lệnh hạm đội 7 nhấn mạnh các cuộc tập trận đa phương là minh chứng cụ thể cho những tiến bộ mà chúng tôi đang đạt được cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Theo ông Kacher, cuộc tập trận là cơ hội để rèn rũa kỹ năng tại một trong những khu vực hàng hải phức tạp nhất thế giới. Người phát ngôn hạm đội 7, Trung tá Jamie Moroni nhận định cuộc tập trận tuần này nhằm mục đích cải thiện sự hợp tác và khả năng sẵn sàng giữa ba nước – đồng thời chấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực về cam kết liên tục của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cách đây ít hôm, theo hãng tin Yonhap, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết hợp tác an ninh giữa các nước, đồng thời nhất trí tổ chức thêm cuộc tập trận ba bên với nhiều khoa mục trong thời gian tới. Thỏa thuận này được đưa ra tại cuộc đàm phán quốc phòng ba bên DTT lần thứ 15 được tổ chức tại Seoul với sự tham dự của thứ trưởng quốc phòng hàn quốc phụ trách chính sách cho chang re quyền thứ trưởng bộ quốc phòng mỹ phụ trách chính sách kara abe krombi và cục trưởng cục chính sách quốc phòng bộ quốc phòng nhật bản taro yamato theo tuyên bố chung ba nước tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc tăng cường hợp tác ba bên nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên ở khu vực ấn độ dương thái bình dương cũng như trên thế giới các quan chức cũng nhất trí trong thời gian tới sẽ tiến hành tới giai đoạn 2 của cuộc tập trận Freedom Edge được Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Jiang và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 năm ngoái ở trại David, Mỹ. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận ba bên lần đầu tiên vào cuối tháng 6 vừa qua, huy động nhiều tàu chiến và máy bay từ ba nước, bao gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ tàu khu trục ROPS riêng của Hàn Quốc và tàu khu trục trực thăng JSIC của Nhật Bản. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas Greenfield cho biết sẽ thông báo việc Washington ủng hộ thiết lập hai ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho các quốc gia châu Phi và một ghế luân phiên cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ với châu Phi, nơi nhiều nước không hài lòng về sự ủng hộ của Washington. Đối với cuộc xung đột của Israel ở Gaza, đồng thời tăng cường mối quan hệ với các quốc gia ở quần đảo Thái Bình Dương. Theo bà Thomas Greenfield, thông báo trên sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự để có thể cải cách Hội đồng Bảo an vào một thời điểm nào đó trong tương lai, đồng thời mô tả đây là một phần di sản của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nỗ lực dành hai ghế thường trực cho châu Phi và một ghế luân phiên cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển là động thái bổ sung cho sự ủng hộ lâu nay của Mỹ đối với Ấn Độ, Nhật Bản và Đức. Để những quốc gia này cũng có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các quốc gia đang phát triển từ lâu đã yêu cầu ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất tại Liên hợp quốc. Tuy nhiên, nhiều năm đàm phán về vấn đề này đã không mang lại kết quả và hiện vẫn chưa rõ liệu sự ủng hộ của Mỹ có thể giúp được những nước trên hay không. Cũng theo bà Thomas Greenfield, Mỹ không ủng hộ việc mở rộng quyền phủ quyết vượt quá năm nước hiện đang nắm giữ quyền này trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chịu trách nhiệm giữ gìn hòa bình, an ninh quốc tế và có quyền áp đặt lệnh trừng phạt và cấm vận vũ khí cũng như quyền cho phép sử dụng vũ lực. Khi Liên hợp quốc được thành lập hồi năm 1945, hội đồng này có 11 thành viên. Số thành viên này tăng lên 15 nước trong năm 1965, gồm 10 quốc gia được bầu chọn với nhiệm kỳ 2 năm và 5 nước có quyền phủ quyết là Nga, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Anh. Trong diễn đàn RU.net 2024 tổ chức tại Koblenz mới đây, ông Karsten Stavitsky, người đứng đầu Cục Vũ khí của Bộ Quốc phòng Đức, đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi Bundeswehr quân đội Đức sẽ làm gì đối với việc đảm bảo khả năng phòng thủ của nước này cũng như khu vực châu Âu của NATO. Ông Stavitsky phát biểu, tôi không mong đợi chúng ta sử dụng đạn pháo 155mm để ép đối phương vào chiến hào trong 14 ngày hoặc 3 tuần. Đối phương phải bị đánh bại từ rất lâu trước khi có thể gây ra mối đe dọa cho chúng ta. Trước tình hình trên, nhiều chuyên gia cho rằng thời hạn tối đa 2 đến 3 tuần liên quan đến khả năng tiến hành chiến tranh hầm hào gắn bó trực tiếp đến kho đạn dược của Bundeswehr. Năm 2022, ấn bản Đức của trang tin Business Insider BI dẫn lời các nguồn tin công nghiệp quốc phòng và quốc hội cho biết, Bundeswehr chỉ có đủ đạn dược cho một hoặc hai ngày xung đột. Các kho dự trữ bắt đầu cạn kiệt sau khi Đức cùng với nhiều nước phương Tây khác bắt đầu gửi vũ khí và đạn dược tới Ukraine để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga từ tháng 2 cùng năm. Đó là lý do tại sao Bundeswehr đang nói về việc đánh bại đối phương từ sớm, bởi đơn giản là họ không thể duy trì hình thức giao tranh như đang diễn ra tại Ukraine. Nhưng có hai vấn đề lớn đối với bản kế hoạch trên. Đầu tiên, nó không đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi rất đơn giản, nếu không thì sao? Bên cạnh đó, điều gì sẽ xảy ra nếu đối thủ tiềm tàng của Đức không chỉ chịu đựng được một cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn mà thậm chí còn cố tình đánh đổi tổn thất để lấy thời gian và tiếp tục hình thức tấn công bộ binh. Thứ hai, Đức không đủ số lượng vũ khí tầm xa, lấy ví dụ như những quả tên lửa hành trình Taurus nổi tiếng, số lượng trong kho chỉ vào khoảng 150 đến 250 quả trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, như vậy là quá ít đó là lý do tại sao ông Karsten Stavitsky lưu ý rằng trong khuôn khổ dự án Elsa, phương pháp tiếp cận tấn công tầm xa của châu Âu, các hệ thống tên lửa tầm xa sẽ được triển khai trong vài năm tới. Tuy nhiên, hồi tháng 7, bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, ngân sách dành cho bộ này trong năm 2025 thấp hơn đáng kể so với yêu cầu. Trước đó, ông Pistorius đã tìm cách tăng ngân sách quốc phòng hàng năm thêm 6,7 tỷ euro, tương đương 7,25 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa 2025. Cả Bộ trưởng Quốc phòng và Chính phủ Đức đều không cung cấp thông tin chi tiết về ngân sách dành cho quốc phòng. Trong tuyên bố, ông Pistorius nhấn mạnh ngân sách dành cho quốc phòng thấp hơn, đồng nghĩa với việc ông không thể tiến hành một số công việc nhanh chóng. Do đó, Bộ Quốc phòng Đức sẽ phải thích nghi và sử dụng ngân sách hợp lý nhất. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Đức đã chi một phần ngân sách đáng kể theo hướng này để mua các hệ thống như Sky Ranger, Iris T Euro 3, vân vân. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng Euro 3 thì giá trị đã tới 3,5 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2025. Chưa rõ Đức lấy thêm ngân sách ở đâu cho vũ khí tấn công. Trong cuộc họp với các đại diện cấp cao phụ trách an ninh của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS ở thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng có tới 34 quốc gia bày tỏ mong muốn tham gia BRICS ở một số khía cạnh nào đó. Tổng thống Putin nói thêm rằng với tư cách là nước chủ tịch hiện tại của BRICS, Nga đã nghiên cứu việc lập kế hoạch cho các hoạt động chung của nhóm năm nay với trách nhiệm cao nhất. Ông Putin nói, vai trò chủ tịch của chúng tôi có một sứ mệnh đặc biệt là hỗ trợ bằng mọi cách trong quá trình hội nhập nhanh chóng và tự nhiên của các quốc gia thành viên mới vào tất cả các cơ chế BRICS. Theo nhà lãnh đạo Nga, các thành viên đã nhất trí thảo luận về việc cấp quy chế đối tác cho các quốc gia sẵn sàng tham gia vào công việc của nhóm, nói thêm rằng BRICS có kế hoạch xem xét các ứng cử viên tiềm năng có thể nhận được quy chế như vậy. BRICS được thành lập vào năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, với Nam Phi gia nhập vào năm 2011. Nhóm đã mở rộng trong năm nay khi Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE trở thành thành viên chính thức. BRICS hiện có dân số khoảng 3,6 tỷ người, tương đương 45% dân số thế giới. BRICS chiếm 28% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và chiếm khoảng 40% sản lượng dầu của thế giới. Hồi tháng 6, theo đài RT, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov chủ trì buổi họp báo về một số vấn đề quan trọng, trong đó có tầm nhìn của Nga về việc mở rộng nhóm BRICS. Ông Ryabkov chỉ ra điều kiện tiên quyết các ứng viên tiềm năng cần đáp ứng để được xem xét vào nhóm các nền kinh tế nổi trội ở nhóm Nam bán cầu Global South này. Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga khẳng định, đối với chúng tôi, một trong những tiêu chí chủ chốt để kết nạp BRICS và chào đón các nước đối tác là việc không tham gia những chính sách trừng phạt hoặc các biện pháp giới hạn bất hợp pháp nhắm vào các nước thành viên BRICS, trước tiên chắc chắn rồi, trong đó có Nga. Ông Ryabkov cũng khẳng định đây là lập trường được các thành viên BRICS còn lại thấu hiểu đầy đủ moscow kỳ vọng quan điểm này sẽ là tính cốt lõi trong giai đoạn nhóm này phát triển thứ trưởng bộ ngoại giao nga khẳng định thực tế không thể bàn cãi là quá trình mở rộng brics sẽ phát triển và tìm ra những phương thức mới về việc mở rộng quy mô cũng như quan hệ với các đối tác những phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh nhóm brics đang thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng phạm vi trong nhiệm kỳ chủ tịch của nga theo tuyên bố của người phát ngôn quân đội Ai Cập mới đây, hải quân nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày mang tên Eagle Defender tại Biển Đỏ. Bộ Quốc phòng Ai Cập cho biết, hoạt động huấn luyện chung bắt đầu bằng các buổi lý thuyết và thực hành nhằm thống nhất các khái niệm tác chiến giữa hai lực lượng hải quân. Trong quá trình huấn luyện, hai bên còn tổ chức triển lãm vũ khí và thiết bị. Ngoài ra, cuộc tập trận bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như lập kế hoạch và quản lý các hoạt động hải quân chung nhằm giúp các lực lượng tham gia trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng, năng lực chiến đấu. Cuộc tập trận này còn mang đến cơ hội để những người tham gia làm quen với các hệ thống vũ khí tiên tiến mới nhất. Bộ Quốc phòng Ai Cập nhấn mạnh, hoạt động này phù hợp với nỗ lực của Cairo nhằm tăng cường hợp tác quân sự và trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia anh em để ứng phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng lớn trên biển Đỏ. Cuộc tập trận Eagle Defender diễn ra trong bối cảnh khu vực biển Đỏ đã trở thành một điểm nóng về bất ổn an ninh, uy hiếp nghiêm trọng tới tuyến vận tải quan trọng hàng đầu của thế giới. Sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu liên quan tới Israel đi qua Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Ở diễn biến khác, hồi tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao, Di cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập, Bad Abdelati đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thảo luận về quan hệ song phương và những diễn biến trong khu vực. Thời điểm đó, người phát ngôn bộ ngoại giao ai cập ahmed abu zeid cho biết trong cuộc điện đàm hai nhà ngoại giao đã điểm lại quan hệ song phương và những diễn biến trong khu vực đặc biệt là cuộc khủng hoảng gaza bộ trưởng abdelati cho biết cairo mong muốn duy trì các kênh liên lạc và phối hợp với washington thông qua các cơ chế song phương hiện có đặc biệt là quan hệ đối thoại chiến lược ở cấp bộ trưởng bộ ngoại giao và ủy ban kinh tế chung về phần mình ngoại trưởng mỹ blinken bày tỏ hy vọng Hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để củng cố quan hệ đối tác song phương. Hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Ai Cập và Mỹ cũng nhất trí cần duy trì sự phối hợp và tham vấn chung về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như tình hình tại Libya, an ninh Biển Đỏ, cuộc khủng hoảng tại Liban. Thông báo tối 12 tháng 9 của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong ngày 11 tháng 9, máy bay không người lái Israel đã thực hiện hai cuộc không kích vào sâu trong lãnh thổ Syria. Cuộc tấn công thứ nhất nhằm vào tuyến đường cao tốc thuộc tỉnh Quneitra phía nam thủ đô Damas, loại khỏi vòng chiến đấu một thành viên phong trào Hezbollah. Cuộc không kích thứ hai nhằm vào làng Al-Rafid, cùng thuộc tỉnh Quneitra, loại bỏ một phần tử khủng bố, được mô tả là đang chuẩn bị tiến hành hành động khủng bố chống Israel. Đây là một trong những lần hiếm hoi IDF xác nhận không kích vào lãnh thổ Syria, dù quốc gia Ả Rập và truyền thông khu vực cáo buộc không quân Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào Syria trong những năm qua, trong đó hàng chục cuộc không kích được tiến hành trong năm 2024. Trước đó, Israel cũng bị cáo buộc đã thực hiện cuộc tấn công vào một số cơ sở quân sự ở tỉnh Hama, miền Trung Syria, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cũng tại mặt trận phía Bắc, không quân Israel tiếp tục duy trì tấn công cường độ cao vào Liban phá hủy nhiều mục tiêu của phong trào Hezbollah. Theo IDF, vừa qua, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái Israel không kích một loạt tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở các khu vực Aitarun, Marimin và Chine cùng một bệ phóng tên lửa ở khu vực Zikin, đều thuộc miền nam Liban. Còn tại Gaza, quân đội Israel thông báo đã xóa sổ lữ đoàn Rafa của phong trào Hamas ở phía nam giải Gaza. Tướng Itzik Cohen, Tư lệnh Sư đoàn 162 của lực lượng phòng vệ Israel hôm qua tuyên bố, toàn bộ 4 tiểu đoàn trực thuộc lữ đoàn Rafa đã bị đánh bại, hơn 2.300 tay súng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng phá hủy 80% trong tổng số 203 hầm ngầm của Hamas tại khu vực hành lang Philadelphia nằm trên đường biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại quân đội Israel đang thực sự điều chuyển trọng tâm tác chiến từ chiến trường Gaza lên mặt trận phía Bắc. Trong đó không loại trừ kịch bản Israel sẽ mở chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào miền Nam Li Băng để trấn áp và đẩy lùi các tay súng Hezbollah ra xa đường biên giới trong thời gian tới, đúng như giới chức nước này đã nhiều lần tuyên bố. Theo AP, dẫn thông tin từ các quan chức bệnh viện, các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza vừa qua đã trúng một trường học của Liên Hợp Quốc, nơi trú ẩn của các gia đình Palestine phải di rời cùng với hai ngôi nhà, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Một quan chức của Liên hợp quốc cho biết, 6 nhân viên của tổ chức này nằm trong số những người bị thiệt mạng. Tại bờ tây bị chiếm đóng, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc đột kích và không kích vào một số thị trấn. Một cuộc không kích khiến 5 người thiệt mạng và quân đội Israel nói rằng đây là những binh sĩ Hamas. Bộ y tế Palestine cho biết, cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một chiếc ô tô khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Trong khi đó, một kẻ tấn công đã đâm xe tải chở nhiên liệu vào một trạm xe buýt ở bờ Tây, gần khu định cư Givat Asaf của Israel khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng. Kẻ tấn công đã bị khống chế. Cuộc tấn công vào trường dự bị nam sinh Anjouni của Liên Hợp Quốc tại trại tị nạn Nuserat khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Các quan chức từ bệnh viện Alda và Anquasa Al Martins thông tin. Theo quân đội Israel, cuộc tấn công nhắm vào các thành viên Hamas đang lên kế hoạch tấn công từ bên trong trường học cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc, UNRWA cho hay, ngôi trường này đã bị tấn công 5 lần kể từ đầu xung đột, dù là nơi trú ẩn của 12.000 người tị nạn. Không có ai an toàn ở giải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công và xác nhận 6 nhân viên UNRWA đã thiệt mạng. Ông nhấn mạnh, những gì đang xảy ra ở Gaza là hoàn toàn không thể chấp nhận, cần dừng ngay các hành động vi phạm luật pháp quốc tế như vậy. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, sau đó thừa nhận họ thực hiện các cuộc tấn công của Nusrat nhưng đã áp dụng một loạt biện pháp để giảm khả năng thương vong cho dân thường, bao gồm việc sử dụng vũ khí chính xác, sử dụng ảnh chụp từ trên không và thông tin tình báo bổ sung. Theo Al Jazeera, trường Jauni do Unwa vận hành, quân đội Israel từng nhiều lần tập kích các trường học của Unwa ở giải Gaza và cáo buộc đây là nơi trú ẩn của lực lượng Hamas, trong khi nhóm vũ trang Palestine bác bỏ thông tin. Phía Hamas cũng phủ nhận thông tin rằng thành viên của phong trào này có mặt tại khu vực xảy ra oanh kích. Trong khi đó, các nước gồm Mỹ, Qatar và Ai Cập vẫn đang thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Hamas và Israel song tiến trình đàm phán bị đình trệ. Hamas khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc các lực lượng Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza. Phát biểu tại phiên khai mạc khóa họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva vừa qua, cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Tuck nhấn mạnh việc chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách. Cao ủy Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia không chấp nhận tình trạng này và yêu cầu Israel tuân thủ các quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như Tòa án Công lý Quốc tế. Ông Thức nói, các quốc gia không được và không thể chấp nhận sự coi thường trắng trợn đối với luật pháp quốc tế, bao gồm các quy định ràng buộc của Hội đồng Bảo an và các lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế trong cả tình huống này hay bất kỳ tình huống nào khác. Chúng ta đều biết rằng cuộc xung đột sẽ lan rộng và ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai, nuôi dưỡng những chu kỳ hận thù lặp đi lặp lại nếu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Vừa qua, các nhà đàm phán của Hamas đã gặp gỡ những bên khác tại Doha, Qatar để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại giải Gaza. Theo AFP, đại diện Hamas là ông Khalil al hayya trong khi hai người khác tham gia cuộc họp là Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani và lãnh đạo tình báo Ai Cập Abbas Kamen. Hamas sau đó ra tuyên bố nhấn mạnh sẵn sàng thi hành ngay lập tức thỏa thuận ngừng bắn dựa trên tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuyên bố trên Telegram, lực lượng này nêu Hamas nhấn mạnh sự sẵn sàng thực hiện ngay lập tức một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng chỉ khi thỏa thuận đó dựa trên các đề xuất của Tổng thống Biden được trình bày vào ngày 31 tháng 5 và nghị quyết 2735 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như dự thảo thỏa thuận được Hamas phê duyệt vào ngày 2 tháng 7 năm 2024. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu mới nào và điều kiện tiên quyết mới nào cho thỏa thuận, bất kể bên nào có thể đề xuất chúng. Hamas cũng khẳng định rằng phong trào này coi việc tổ chức Gaza sau chiến tranh là một vấn đề riêng của người Palestine và bác bỏ bất kỳ dự án nào được đề xuất từ bên ngoài để giải quyết vấn đề này. Việc đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza bắt đầu từ cuối tháng 6 sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn do Mỹ chuẩn bị. Đề xuất là cơ sở cho các bên đàm phán, nhưng đến nay chưa giúp đưa ra thỏa thuận sau cùng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 11 tháng. Sức ép càng gia tăng sau khi 6 con tin được tìm thấy thiệt mạng trong một đường hầm ở Gaza vào đầu tháng này. Tuy nhiên, trước những lời kêu gọi thỏa hiệp, cả Israel và Hamas vẫn cường quyết giữ nguyên lập trường đàm phán. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh việc kiểm soát biên giới giải Gaza với Ai Cập, còn gọi là hành lang Philadelphia, cho rằng việc đó là cần thiết để ngăn Hamas nhận vũ khí từ bên kia biên giới. Ai Cập và Qatar đã bác bỏ cáo buộc cho rằng khu vực biên giới được sử dụng để cấp vũ khí cho Hamas, chỉ trích ông Netanyahu cố tình đánh lạc hướng dư luận Israel và cản trở thỏa thuận. Trong tuyên bố gần đây, Hamas yêu cầu Israel rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Gaza Hamas nhấn mạnh không đưa ra yêu cầu nào khác và cũng phản đối các bên khác làm như vậy. Theo các quan chức Mỹ, động thái hiếm hoi của Lầu Năm Góc duy trì hai tàu sân bay ở Trung Đông trong nhiều tuần qua hiện đã kết thúc vì USS Theodore Roosevelt đang trên đường trở về nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin yêu cầu nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt kéo dài thời gian hiện diện ở Trung Đông, trong khi nhóm tàu USS Abraham Lincoln nhanh chóng đến khu vực. Trong thời gian qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực này để giúp bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, đồng thời bảo vệ lực lượng của Mỹ đóng tại khu vực. Quyết định đưa USS Theodore Roosevelt hồi hương được đưa ra khi xung đột ở Gaza đã bước sang tháng thứ 11 với hàng chục nghìn người thiệt mạng và những nỗ lực quốc tế nhằm khiến Israel cùng phong trào Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn đã nhiều lần bị đình trệ. Trong một số tháng đầu năm nay, tàu USS Dwight Eisenhower của Mỹ cũng hiện diện ở Biển Đỏ để giúp Israel và bảo vệ các tàu thương mại và quân sự khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Houthi bắt đầu tấn công tàu hàng liên quan tới Israel đi qua Biển Đỏ từ tháng 11 năm 2023. Houthi mô tả đây là hành động bày tỏ đoàn kết với 2,2 triệu người Palestine ở Gaza. Tàu sân bay USS Dwight Eisenhower đã trở về Norfolk, Virginia vào tháng 7 sau hơn 8 tháng triển khai. Sau đó, USS Theodore Roosevelt đến tiếp quản vị trí của USS Dwight Eisenhower tại Trung Đông. Các chỉ huy của Mỹ ở Trung Đông từ lâu nhận định rằng sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ cùng các chiến hạm hộ tống là một biện pháp gian đe hiệu quả trong khu vực đặc biệt là đối với Iran. Kể từ khi xung đột Israel Hamas ở giải Gaza nổ ra vào mùa thu năm ngoái, đã có hiện diện liên tục của tàu sân bay Mỹ trong và xung quanh khu vực. Thậm chí có thời điểm, hai tàu sân bay Mỹ hiện diện tại Trung Đông cùng một lúc. USS Abraham Lincoln hiện vẫn ở vịnh Oman cùng với một số tàu chiến khác. Tàu sân bay này đã đến Trung Đông cách đây khoảng 3 tuần. Ngoài ra, còn có một số chiến hạm của Mỹ ở phía đông địa Trung Hải cùng hai tàu khu trục và tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Georgia ở Biển Đỏ. USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư thuộc lớp Nimitz. Tên của tàu sân bay này được đặt để vinh danh Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ. Hải quân Mỹ hiện sở hữu 11 tàu sân bay. Các tàu sân bay có tuổi thọ khoảng 50 năm và sau một nửa thời gian, chúng sẽ trải qua một cuộc đại tu lớn. Quá trình này có thể mất vài năm. Mỹ hiện có 4 hàng không mẫu hạm đang được bảo trì, bao gồm USS George Washington Bush, USS Jaden Ford, USS John Stennis, and USS Nimitz.